Chiều ngày 2 tháng 6, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn lãnh đạo Thành ủy đến trụ sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh thăm, động viên và thưởng nóng cho tập thể Công an Thành phố Hồ Chí Minh về những thành tích xuất sắc trong triệt phá chuyên án sản xuất ma túy lớn nhất Việt Nam. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng đây là thành tích đặc biệt xuất sắc, không chỉ có nghĩa ngăn chặn một số ổ sản xuất ma túy quy mô lớn mà còn ngăn chặn các tác hại đến hàng ngàn, hàng vạn người dân Việt Nam. Ngoài ra, đây cũng là bài học lớn cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nếu như tự tin quyết tâm thì có thể đánh tận gốc được các tệ nạn ma túy. Trung tướng Lê Đồng Phong, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, trải qua gần một năm thu thập tài liệu đấu tranh mở rộng, Công an đã phá thành công chuyên án, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào lực lượng công an. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tướng Lê Đồng Phong đã biểu dương chiến công của các lực lượng tham gia phá án. Theo thông tin từ tổ chuyên án, hơn một năm đeo bám đến nay, ban chuyên án đã bắt giữ 15 người, xác định kẻ cầm đầu tên thật là Văn Kính Dương, 36 tuổi ở Hà Nội. Ngoài lượng ma túy có giá trị lên đến 200 tỷ đồng, công an còn thu giữ 8 ô tô hạng sang, 10 tỷ đồng tiền mặt cùng bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, ước tính khoảng 60 tỷ đồng. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết hiện nay còn nhiều khe hở trong việc quản lý hóa chất, tiền chất dùng trong việc sản xuất ma túy, dù có nhiều đơn vị kiểm soát các loại hóa chất này. Như chúng tôi đã thông tin, vào ngày 6 tháng 4, sau hơn một năm lập chuyên án ma túy 516E, cảnh sát đã tung 200 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét tại 13 điểm, bao gồm xưởng sản xuất ma túy và nhà ở của 15 nghi phạm tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Nha Trang, Hà Nội. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đây được xem là một vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay.